Rồi, chào khán giả Duy. Dạ, nhà vườn sắp tiếp Duy xin đến chào toàn thể quý bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay nhà vườn của em có quay clip nhờ kênh LTK đang hộ ạ. Nhà vườn em hôm nay về cũng khá nhiều mặt hàng nha bà con. Như chú hỷ, rồi trang cam, trang vàng, rồi hoa giấy mỹ nguyên thủy nha bà con. Rồi có cặp gừa bông nữa. Với một cây xanh quê. Cây xanh cũng khá là đẹp nha bà con. Những mang chú thủy này cây đáng sưu tầm em của chú anh chị. Cũng được ba cây chú hỷ khá là quýt nha bà con. Hàng sạch cây nha. Rồi, bước đầu vào cây số 1 luôn chú. Dạ, bước vào cây số 1 là một cây trang cam nha bà con. Cây trang cam, hành phẩm cây bonsai dáng chụp bay nha bà con. Cây cũng khá là ok. Rồi, cây số 1. Mã số 1. Cái này hoành cũng khá là to nha. Mình nghe chí đây là nó 27. Tổng cái nồi đế của nó là nó 46. Đây, đế là 46. Chiều cao là 34. Còn bay của nó là 60. Cây trang cam mã số 1. Em xin giao lưu bà con giá là 5 triệu. 5 triệu bao ship nè. Đây nó có lú nhỏ nhỏ nè bà con. Trang cam cây zin nha bà con. Giá là 5 triệu mã số 1 cây trang cam. Rồi, đổi cây luôn đi. Rồi, tiếp theo đi ơi. Tiếp theo là mã số 2 nha bà con. Mã số 2 là một cây trang vàng. Trang vàng lá nhỏ. Cây khá là lớn nha bà con. Cây có tán đa khá đẹp. Chiều cam nó là 35. Tán dài của nó là 60. Đây. Cây này hoành khá lớn nha bà con. Hoành của nó là 35. Cái bệt của nó là nó 52. Quay vòng bệt cho bà con xem nha. Liền lạc hết nha. Cây này nhìn ngoài sát khá to nha bà con. Cây đang nằm chậu 4. Cây đã thuần chậu nha bà con. Cây này nuôi cũng tầm khoảng 5 rưỡi rồi. Trang vàng mã số 2. Em xin giao lưu bà con giá là 4 triệu 6 nha. 4 triệu 6 em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Ship chậu luôn hay gì? Dạ em ship chậu cho bà con luôn. Rồi đọc số điện thoại Zalo luôn đi. Số điện thoại nhà vườn em là 0919 670 661. Số đó là số Zalo luôn nha bà con. Rồi đổi cây rồi, tiếp theo gì? Tiếp theo là mã số 3 nha bà con. Là một cây linh sam song hình lá gí nha bà con. Cây này già cây lá nó thắt lại nó nhỏ giống như 86 với nha bà con. Cây đã hết dây rồi, chiều cao là 33. Tán dài của nó là nó 55. Đo cái hoành tổng của nó. Tổng của nó là được 30. Hoành là lớn nhất của nó được 17. Cây này đang nằm chậu 3 nha bà con. Chậu lọt lòng 3. Một siêu ước mịn ha. Chung là cây này cũng hết dây rồi. Cây này nó cũng đang nhú nhú, nó sắp ra hoa nha bà con. Cây này em có lặt lá nó mới ra lá mới lại nên nó lú qua. Cốt cành này to hơn đại út của bạn nữa ha. Cốt cành này khá lớn rồi. Cây mã số 3 cây linh sam xin giao lưu bà con giá là 2 triệu 9 bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Số 3. Rồi, đổi cây gì? Tiếp theo là mã số 4 nha bà con. Mã số 4 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha bà con. Cây này có giọng chữ C khá đẹp nha. Cây này chung này nuôi cũng lâu rồi, cốt cành cũng khá là to. Rồi cho xin chiều cao cái tán ngang chú thì tiếng là cam nó là được 60. Tán dài nó là được 70. Hoành ngay trí là 16. Xích xuống đây là 27. Cây này khá là già cây nha bà con. Già của nó nè, già nó bóng da lên trắng trắng hết rồi. Thân co lắc ha. Dạ. Cốt cành này to hết rồi của chú anh chị. Cốt cành cũng khá lớn rồi. Cây nguyệt quế mã số 3, số 4. Xin giao lưu bà con giá là 2 triệu tư nha. 2 triệu tư bao ship toàn quốc cho bà con. Rồi. Tiếp theo là mã số 5 nha bà con. Mã số 5 là một cây xanh quê nha bà con. Cây xanh khá là đẹp nha bà con. Rồi, xin chiều cao với cái cành đổ trước đi rồi mình tiến đi rồi. Chiều cao của nó là nó 1 mét rưỡi. Chiều cao nó hết dây hước nha bà con, 1 mét rưỡi. Còn cái tàn gớt của nó thì nó 90. Từ đỉnh nó gớt xuống tới đây là 90 nha bà con.
Cây này nữa bây giờ mình có thể đá dài dài xuống luôn nha bà con. Cây này khá là già cây rồi. Cây này nghe chia sẻ là nuôi là trên 10 năm rồi nha bà con. Nuôi lúc cây nó còn nhỏ đó, mà nó bệnh cái bộ rễ nè, khá là quái luôn. Già nó muốn lên đá đó nha bà con. Đo nhiều vị trí rồi. Tút trên neo rồi đi. Trên neo này hoành nó có 29 thôi. Xuống ở đây. Xuống đây hoành của nó là 90. Tổng nồi đế nó 137. Đo từ cái rễ sổ xuống của nó. Từ cái chân đế sổ xuống của nó là nó 1 mét nha bà con. Từ đây nó xuống là nó 1 mét. Cái khá khủng rồi bà con. Cốt cành là lớn lớn rồi nè. Nó cũng nói chung lại nó cũng căng đối với cái thân rồi nha bà con. Một cây xanh quê. Hàng đáng sưu tầm bà con ơi. Mã số 5 một cây xanh em xin giao lưu bà con giá là 11 triệu rưỡi nha. 11 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Khá đẹp nha bà con. Tiếp theo là mã số 6 nha bà con. Mã số 6 là một cây khế chua nha. Cây này cũng đã có nước nuôi có đùi rồi nha bà con. Cây thì bệt thì khá khủng luôn. Nhìn giống con tỳ hưu á. Em cũng được một cặp khế chua. Rồi, xin thông số chiều cao chứ gì. Chiều cam nó là 78. Cái dài của nó là nó 80. Hoành ngay vị trí là nó 57. Em đo xích xuống đây chút. Xích đây của nó là 67. Đo tổng cái bệt của nó luôn nha bà con. Cái này cái bệt khá là whip luôn. Bệt đặc của nó luôn là 129 đó nha bà con. Cây này chia sẻ là cây này khá là già cây nha bà con. Cây này nằm ở trong bồn khá lâu, người ta mới bứng ra ta sửa cốt đùi lên nha bà con. Cốt đùi rất là to ha. Đùi cũng khá lớn rồi. Đo cốt đùi. Hầu như là clip luôn, muốn clip luôn. Cần gớt của nó là nó được 23 nha bà con. Cần số 1 của nó là nó 23 luôn. Chung lại nó cũng có những cái thẹo người ta cắt nha. Nó cũng kéo vô cũng gần liền hết rồi. Thẹo không có đáng ngại gì hết. Cây khế chua thẹo nó kéo khá là mau nha bà con. Cây khế mã số 6 em xin giao lưu bà con giá là 6 triệu nha. 6 triệu em bao ship toàn quốc. Bởi nó em lấy hai tay em chụp lên không thấm thía nha bà con. Tiếp theo là mã số 7 nha bà con. Mã số 7 là một cây khế chua luôn nha. Cây có dốc thú nhìn cũng khá là có duyên nha bà con. Chiều cao nó là 45. Hoành là 52. Đây, hoành ngheo đây 52. Và đặt của nó là nó 85. Em đo cái đầu mặt cắt của nó. Đầu mặt cắt của nó là nó 38 nha bà con. Đây. 38. Cái này về dầm sữa cũng khá là đẹp nha bà con. Dần chân nó không whip mà được cái tướng nhìn nó có duyên lắm. Mã số 7 em xin giao lưu bà con giá là 2 triệu 2 nha. 2 triệu 2 bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 8 nha bà con. Mã số 8 là một cây trang đỏ lá nhỏ luôn. Hôm nay em được một phôi trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Cây khá là già cây luôn. Cây này tàn cũng khá lớn, em rút phôi lại. Nhìn giống như là cái quạt nha bà con. Khá là có duyên. Chiều cam nó là 54. Ngang là 50. Tổng cam nó ngay chí là 41. Em đo cái thân gờ bên đây. Gờ bên đây của nó được 17. Còn cái thân nạc này chắc tầm khoảng hai mấy nha bà con. Khá là lớn. Đế đều hết nha bà con. Đế khá ok. Em đo chiều ngang mặt bầu. Chiều ngang mặt bầu nó là 40. Cây này giờ mình thể vô trong năm nha bà con. Mã số 8 em xin giao lưu bà con giá là 2 triệu 7. 2 triệu 7 em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 9 nha bà con. Mã số 9 là cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy da đen lá lớn nha bà con. Cây lên nu khá là nhiều nha.
chiều cam nó là 45 và neo nó là 40. Đây hoành ngay vị trí đây 40, đo cắn xuống này chút, cắn xuống cũ nó chút là 47. Chúng là thẹo cũng khá là ok, mà mặt thẹo nhỏ nhỏ mà không đáng ngại gì hết. Đây em có xử lý lại hết rồi, nụ khá đẹp luôn. Mã số 9 xin Zalo bà con, giá là 2,2 triệu nha, 2,2 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con. Tiếp theo là mã số 10 nha bà con. Mã số 10 là một cây mai chiếu hỷ trung nu nha, cây lá chung nha bà con, có phơm tàn đa khá đẹp nha, phơm hiên nhiên á. Chiều cam nó là 24, cái ngang nó là 30, hoành cái nó là nó được 39, chiều ngang mặt bầu là 27. Cái khá to nha bà con, trung nu, mai chiếu hỷ trung nu. Mã số 10 em xin Zalo bà con, giá là 1,9 triệu, 1,9 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Tiếp theo là mã số 11 nha bà con. Mã số 11 là một cây gừa bông nha, cây gừa bông, còn có chỗ kêu bằng si Đài Loan nha bà con. Cây khá là già cây luôn, cây này ta nuôi cũng khá lâu rồi, có cốt đùi hết nha, cây có dáng chực lắm. Chiều cam nó là 36, chiều dài tán của nó là nó 60, hoành sát cô gửi là nó được 60 nha bà con, 60. Để em đo trên eo nó, trên eo của nó là được 50, chiều ngang mặt bầu nó là 37. Cây này nói chung là nó cũng có thẹo dít nha bà con, lúc trước người ta móc phôi đó, móc lỗ lỗ nè, kéo lại cũng muốn liền rồi. Đây trên mặt em có một lỗ đây, tầm cả hai ngón tay mình. Chung là những cây si này thường thường người ta cũng móc lỗ hang vậy nè, cho cây nó già dặn nhìn nó đẹp cây nha. Cây si Đài Loan em xin Zalo bà con, giá là 4,5 triệu, mã số 11 nha bà con, giá 4,5 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là mã số 12 nha bà con, cũng là một cây si Đài Loan luôn, có em kêu bằng gừa bông nha bà con, cây khá là già nha bà con, cây có văn bài khá có duyên. Chiều cam nó là 40, cành bay nó là được 64, hoành ngay trí là nó 47. Đây hoành 47, đo cái củ, cái này củ khá lớn nha bà con, củ đặc của nó là nó 82. Cây si mã số 12, đây nó cũng có những thẹo ngay đây lúc ra làm phôi nha bà con. Đây hai ngón tay cũng hiếp lại gần liền hết rồi, trên đây nữa, cây khá là cổ, cây già cây nha bà con. Mã số 12 em xin Zalo bà con, giá là 4,2 triệu nha, 4,2 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con luôn, một cây si Đài Loan. Tiếp theo là mã số 13 nha bà con, em lên ba cây chiếu hỷ, hàng khá quýt nha bà con. Cây này cây mai chiếu hỷ trung nu nha, cây khá là sạch cây nha bà con. Chiều cao nó tới cái chân đế của nó là nó 48. Đây ngay chỉ là 48, mặt tiền em quay kỹ kỹ cho bà con nha, tắt ngang của nó là được 55, và neo của nó là nó 46. Rồi để em đo tổng cái nồi đế, đo hạo hạo cho bà con nha. Cái nồi đế đặt của nó là nó 93. 93 là ngay vị trí này đây. Cây là bao bà con là sạch cây nha, không bị hư lẩu gì hết nha. Hẹo dít là liền hết trơn ha. Hẹo dít là ok hết. Mình máy của nó lên san hô hết nha bà con, khá là già cây luôn. Nhìn dàn chân đó nè, khá là quýt nha bà con. Nói chung là em cũng lấy giá vô khá cao nha, nên em bán giá cao, gặp cây ở ngoài chịu không nổi nha bà con, khá là đẹp cây.
cây mã số 13. Xin giao lưu bà con giá là 24,5 triệu. 24,5 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Để em đo hào 1-2 cúp đùi cho bà con xem nha. Cúp đùi của nó được 12 gử nha bà con. Đây, 12 gử. Đùi trên đây nó được 14 gử. Đây, đùi lực lực không nghe bà con. Đùi tầm 12 đổ lên không ạ. Giá là 14. Ủa giá 24,5 triệu, mã số 13, bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Cái lớn tiện trùng này em đóng hàng khá kỹ cho bà con nha. Rồi, đổi cây. Tiếp theo là mã số 14 nha bà con. Cái này là cũng là một cây mai chiếu hỷ trung nu gò công nha bà con. Thằng này là thằng trung nu gò công nha. Cái dàn nu của nó trong mình là nhìn khá là đẹp luôn nha bà con. Rồi, xin thông số chiều cao bây giờ gì? Rồi để em quay vòng và báo thông số cho bà con. Chiều cam nó là 60. Tán ngang của nó là nó 52. Cái này hoành cũng khá to nha bà con. Hoành ngay vị trí là nó 54. Nó sát xuống dưới cái chân đế của nó. Sát xuống chân đế của nó là nó 57. Đây, đây là 57. Còn dàn chân của nó nói chung lại là nó ra tới mặt bầu hết nha bà con. Chiều dài mặt bầu của nó là nó 43. Mình máy của nó nè. Này là trung nu gò công nha bà con. Cây này với cây gòi nói chung lại mình sở hữu đường cặp là khá là ok nha. Cây khá là sạch cây luôn. Nó có một điểm lúc em bứng lên nha bà con, em cũng có xử lý rồi. Đây, ngay đây là nó bị táp nắng, nó bị nhẹ ở đây nha bà con. Bị nhẹ ở đây chút rồi em cạo tới thịt tư của nó rồi. Nó cũng đang kéo thẹo xuống rồi. Đo cái cốt đùi 2 cốt cho chú anh chị. Cốt đây được 14 nè bà con. Cốt bên đây thì nó được 12. Đo cái đùi trên đây luôn. Đây được 12 gử. Cái nhìn ngoài khá quyết nha bà con. Mai chiếu hỷ trung nu gò công, mã số 14. Em xin giao lưu bà con giá là 22 triệu nha. 22 triệu em bao ship toàn quốc. Những cây này nói chung lại là khá là sạch cây nha bà con. Hàng... dạ, những hàng này nói chung lại lấy giá vô quá cao bà con ơi. Đây. Tại vì gặp nó chịu không nổi nha bà con, khá đẹp cây. Số điện thoại giao lưu luôn. Số điện thoại nhà vườn em là 0919670661. Số đó là số Zalo luôn nha bà con. Rồi. Tiếp theo là mã số 15 nha bà con. Mã số 15 là cây gò công lá lớn nha bà con. Cây này cây gò công lá lớn. Cây này cục như ông địa nha bà con. Sạch cây luôn nha bà con. Không có bị lỗi gì hết. Chiều cam nó tới cái mặt đế nó là nó 31. Tán ngang của nó là nó 42. Hoành cắm nó lại được 60. Đây. 60 hoành chuẩn luôn nha bà con. Chiều ngang mặt bầu của nó là được 45. Dàn nu này là khá là quyết nha bà con. Cái mặt hẹo này nó quyết rồi. Dạ, mấy gò công. Mấy gò công nói chung lại kéo hẹo là khá là khủng nha bà con. Cắt tới đầu là kéo liền tới đó nha. Mình máy có lên san hô hết nghe bà con. Cây này lấy giá cũng khá cao nha bà con. Cây này ở ngoài gặp là khá là quyết nha. Cây này ngứa mình sửa cây trực giót là khá là đẹp nha bà con. Rồi giới luôn như vậy. Cây mã số 15 xin giao lưu bà con giá là 26 triệu. 26 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Để em đo hạo 1-2 cúp đùi cho bà con xem nha. Đùi đây được 13 gử. Cốt đây được 15. Em đo cái đót của nó. Đót của nó được 20 nha bà con. Đùi này được 12. Dàn chân thì khỏi bàn nha bà con.
Cái điều 24 giờ luôn ha. Điều cứng ngắt 24 giờ luôn. Rồi giá cho luôn. Mã số 15 giá là 26 triệu, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Bộ ba chú hỉ này khá là vip nha bà con. Tiếp theo là mã số 16 nha bà con. Hôm nay em được 10 cặp với Mỹ nha bà con. Em bán theo cặp, giá cũng khá mềm giờ bà con mình chơi nha. Cao là 45. Hoành 21. Hoành là 20. Cũ là 36. Cặp số 16 em xin giao lưu bà con giá là 800 nha. 800 bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là cặp số 17 nha bà con. Cũng là hoa với Mỹ nguyên thủy luôn. Em lên giá cũng khá là mềm mình giờ mình chơi nha bà con. Chiều cao là 36. Cao 36. Hoành là 27. Hoành là 18. Cặp số 17 xin giao lưu bà con giá là 650k nha. 650k bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là cặp số 18 nha bà con. Quay vòng và báo số cho bà con nha. Chiều cao là 39. Đây chiều cao 35. Hoành là 23. Hoành đây là 20. Cặp số 18 xin giao lưu bà con giá là 700 nha. 700 bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Cũ khá gấu nha bà con. Yeah. Tiếp theo là cặp mã số 19 nha bà con. Là hoa với Mỹ nguyên thủy luôn. Chiều cao là 39. Hoành eo là 21. Em đây là 19. Cũ khá gấu nha bà con. Cặp mã số 19 em xin giao lưu bà con giá là 700 nha. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là cặp mã số 20 nha bà con. Cũng là hoa với Mỹ nguyên thủy luôn. Nay em được 10 cặp nha. Số điện thoại nhà vườn em là 0919670661. Số đó là số Zalo của em luôn nha bà con. Còn những điểm nào quý bà con có thắc mắc thì liên hệ em chụp kỹ rõ hơn nha bà con. Chiều cao nó là 47. Chiều cao là 40. Hoành là 22. Hoành đây 21. Cặp mã số 20 xin Zalo bà con giá là 800 nha. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là cặp mã số 21 nha bà con. Là hoa với Mỹ nguyên thủy luôn. Cây này nhỏ mà khá là duyên nha bà con. Chiều cao là 44. Cao là 35. Hoành 20. Hoành cây này là 22. Cặp mã số 21 xin Zalo bà con giá là 600 nha. 600 bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là cặp mã số 22 nha bà con. Là hoa với Mỹ nguyên thủy luôn. Chiều cao là 45. Hoành là 21. Hoành đây là 21. Cặp mã số 22 xin Zalo bà con giá là 750k nha. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là cặp mã số 23 nha bà con. Là hoa với Mỹ nguyên thủy luôn. Cao là 48. Hoành là 24. Hoành là 21. Cặp mã số 23 em xin Zalo bà con giá là 800 nha. 800 em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Tiếp theo là cặp mã số 24 nha bà con. Là hoa với Mỹ nguyên thủy luôn. Chiều cao là 40. Chiều cao là 40 luôn. Hoành là 16. Cái này hoành được 20. Hai cây này cũ khá gấu nha bà con. Cặp mã số 24 xin Zalo bà con giá là 600 nha. 600 em bao ship toàn quốc cho bà con luôn.
Đây là cặp mã số 25 nha bà con. Cũng là cặp cuối cùng của cái lô với Mỹ em ngày hôm nay luôn. Là cuối clip luôn nha bà con. 25. Chiều cao nó là 50. Chiều cao cũng 50 luôn nha bà con. Quạnh nó là 21. Quạnh nó là 20. Cặp mã số 25. Xin giao lưu bà con giá là 700 nha. 700 em bao ship toàn quốc cho bà con luôn. Dạ cuối clip em cũng xin kính chào quý bà con đã xem kênh và ủng hộ em trong thời gian qua nha. Mong rằng clip này quý bà con cũng ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ạ. Rồi, cho nên là TK Bonsai cũng